Vâng, Lúa xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh. Hiện tại thì mình đang có mặt ở xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một trong những vị trí mảnh đất công đang cần được rao bán. Và đây là một trong những vị trí mảnh đất mặt tiền đường đan giáp kênh. Và cái giá chủ nhà đưa ra là một con số vô cùng hợp lý để cho mọi người đầu tư. Thì từ vị trí mảnh đất đi ra tới ngoài đường nhựa là khoảng 200, mà mình trừ hao tối đa luôn là 400m. Khoảng 400m là chúng ta sẽ ra được đường nhựa. Còn cái đường này là cái đường mà mình chạy đường tắt nha mọi người. Tại vì lúc mà mình đi coi miếng đất 20 mấy công ở khúc kia thì mình đi cái đường này, thành thử ra mình đang đi tắt chạy ra luôn. Đó, mọi thắc mắc về giá cả mọi người vui lòng liên hệ số hotline 0909840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo cầm cố ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Cái chỗ mình đang chạy là upfield. Một hồi nữa, ngày mai mình sẽ đăng cái clip quảng cáo đất ngay chỗ khúc này. Thì cái khúc này thì mình có được là khoảng 18 công đất tại upfield. Do mình nhận đất tại đây thì mình sẽ đi cái đường này đi tắt qua miếng đất bên kia. Thì cái miếng đất mà mình đang cần rao bán á, nó chỉ có 3066m2 thôi. Vâng, chỉ có 3066m2, rất thích hợp cho những cặp vợ chồng trẻ hoặc là những ai muốn đầu tư về đất công để lên clip trồng dừa. Thì mọi người có thể tham khảo cái clip ngày hôm nay. Còn cái đường đi này thì mình xin nhắc lại nha. Đường đi này là hiện tại, tại vì mình đang nhận đất ở upfield, sẵn rồi mình đi qua cái đường tắt, đi từ upfield đi qua up sắp xài xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 18 công mấy là ở gần đây nha. Những ai đang có đất lâu năm cần bán, có nhà lâu năm cần bán, muốn bán thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Một cái clip nếu mà quảng cáo thì dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng. Tùy theo mức độ xa hay gần và có để số điện thoại trực tiếp của chủ nhà lên bán cùng với người mua hay không. Những cái clip mà mình đăng như vậy mọi người, cái đất công mà giá rẻ vậy á, thì muốn mua thì mọi người hãy gọi trực tiếp số hotline 0909840707, đừng có nhắn tin. Tại vì khi mà mọi người nhắn tin là người khác mua mất tiêu rồi. Có rất là nhiều cô chú anh chị em thì mua hụt miếng đất mới đăng lên. Tại vì sao? Tại vì mọi người không có rồi mà mọi người nhắn tin không à. Nhắn tin hoặc nhá máy thì mình sẽ không có trả lời được. Thiện chí mua thì hãy gọi trực tiếp. Tại vì một cú điện thoại nó không có tốn bao nhiêu tiền đâu. Chúng ta hãy gọi đi. Tại vì nhá máy thì mình cũng làm biếng nhá lại, nhá điện lại lắm mọi người. Thì mình không có thời gian rảnh để mà điện lại đâu. Đó, đừng có nhá máy. Thà nói chuyện khoảng 30 giây, 1 phút hết tiền mà điện lại nói chuyện nửa tiếng hồ cũng sao. Đây là những vị trí mảnh đất mà chuẩn bị cũng sắp bán nha. Còn miếng đất mình đang rao bán á, thì nó chưa có điện, điện nó chưa có kéo tới. Và nó chỉ cách đường nhựa khoảng 400m thôi. Nó thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Có thể thông ra được xã Kim Hòa luôn. Có thể thông qua được cũng là upfield luôn. Một miếng đất rất là đẹp. Cũng là mặt tiền đường đan như thế này đây. Và nó giáp con kinh. Con kinh nó bự hơn cái con kinh bên phía bên tay phải này. Nó bự hơn nhiều. Và cái giá chủ đất đưa ra chỉ có 200 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ. 210 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ. Còn chút xíu nữa là phải bù tiền túi mọi người. Xin nhắc lại nha, cái giá chủ đất đưa ra là 210 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ. Số hotline 0909840707. Giá là gần như chốt rồi, thành thử ra chỉ thương lượng nhẹ thôi. Về mặt nói chung là thương lượng nhẹ là chúng ta có thể mua được miếng đất này. Đây là cái đường nhựa để dẫn vào vị trí mảnh đất mà mình cần bán. Thì cái tổng diện tích của nó là 3066m2. Do hiện tại trời đang mưa thì mọi người để ý nước mưa nó dính trên camera đó. Do hiện tại trời đang mưa luôn. Tại vì mình đi quay thì nhận quảng cáo thì mình đi bất chấp mọi người, trời mưa cũng đi luôn. Đây là cái đường nhựa nha, đường nhựa dẫn lại vị trí mảnh đất. Đây là cái đường dẫn vào vị trí mảnh đất mình cần bán. Một con kênh rộng, con kênh này nó rộng khoảng 10m cho tới 12m. Mọi người để ý ha, trời cũng đang mưa luôn á. Cái tổng diện tích của nó là 3066m2. Mặt tiền đường đan được gần 25m. Chính xác của nó là 24m65 hay gì á.
chạy dài hơn 131 mét đất phun lúa. Để mua được đất này, hãy chuẩn bị cho mình giấy xác nhận làm lúa. Tại vì chỉ có giấy xác nhận làm lúa hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên thì chúng ta mới có thể mua được đất lúa. Xin nhắc lại một lần nữa, ai muốn mua đất lúa, đặc biệt là miếng đất này, hãy chuẩn bị cho mình giấy xác nhận làm lúa. Lúc nào mình cũng nhắc đi nhắc lại nha. Để mua đất lúa phải chuẩn bị giấy xác nhận làm lúa hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên mới có thể sở hữu và đứng tên được đất này. Có nhiều cô chú anh chị em hỏi rằng là mua ra phòng công chứng được không? Vâng, mua đất lúa thì phòng công chứng người ta dẫn chứng bình thường. Ây da, chút xíu một tay á thôi. Khi mà ra phòng công chứng thì người ta dẫn chứng bình thường. Nhưng mà cái lúc sang tên á, thì nó sẽ gặp vấn đề là mọi người phải trình ra hai cái tờ giấy đó thì mới có thể sang tên ở trong sở tài nguyên được. Thành thử ra mình nhắc đi nhắc lại cái vấn đề đất lúa nó rất là quan trọng nha. Vâng, mình xin nhắc lại cái diện tích đất này là ngang gần 25 mét, chiều dài của nó là khoảng 131 mét. Hơn giá chủ đất đưa ra là 210 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ. Mọi thắc mắc về giá cả vui lòng liên hệ 0909840707. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo. Có rất là nhiều những vị trí mảnh đất đang chờ mọi người để mua, để xuống tiền, để đầu tư. Và nên nhớ một câu như thế này, đầu tư đất đai là đầu tư cho tương lai. Và đầu tư cho tương lai thì bao giờ cũng có lợi và có lợi mà thôi. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.